tiền không anh? Tiền. Tính tiền. Ê, cái tiền không anh ơi? Hả? Em vừa xem một cái trò trên mạng này kinh khủng luôn. Sao đi? À, sao đi, sao đi? À, đi mắt lại. Trời ơi, cái trước anh chả là vua à? Nó xem nào. Như ở đây này, đừng giảm nhé. Đấy. Bây giờ này nha. Anh phải... Không. Thế đi đơn giản quá. Này, thì trò bắn thế này thôi chứ gì nào. Bây giờ anh phải bịt mắt lại. Bịt mắt lại. Bịt mắt lại trò. Phần mây phải bịt không anh cực kỳ bẩn này. Đấy, nó bịt đó hả? Cái này gì? Không nha. Anh nhắm tim mắt lại. Nhắm tim mắt lại. Nhắm thì đúng rồi. Đâu. Nhắm không chơi được. Không chơi được. Không. Mẹ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm tim mắt anh một mắt rồi. Một mắt cái gì? Ok. Nào. Đấy mở một mắt à? Mở lâu rồi. Không. Chỉ dừng chơi 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 chơi. Đấm nhanh mà. Một, hai, ba. Nha. Chiều phết. Chà phết chưa? Chiều phết. Chà phết kìa. Ấy, à mà quên mất. Quên không phải tiền. Thử cho nó thử coi nữa. Cho thử cho nó thử. Đi mắt nhắm mắt lại. Qua đây bị mẹ nó kia bị mắt đấy. Ôi, thua chưa? À, xui à. Quá kiểu. Được, nhưng mà tiền. Nó thử hắn đã, cho thử hắn nó thử. Không thử nữa, hắn thử nó. Bây giờ này nha. Bây giờ anh, gì nhỉ? Anh mà nhắm một mắt. Anh chọc chứ. Anh quen cái mắt bên đây được không? Bởi vì đi mắt phải. Anh mở mắt trái. Mở mắt trái liếc này. Xong rồi bắt đầu chọc. Anh mà chọc chứ. Em cho anh 20.000. Tiền. Chưa, anh mất 10.000. Tiền, không tiền. Quan trọng là ngon. À, cái đấy ạ. Thì để chúng nhiều hơn đấy. Chiều đấy mất 10.000. Ờ được, thế thì tiền đâu, thế tiền đây. Đây. Hả? Này. Chờ nghe chỗ này nhỉ. Ờ được, ok. Từ, nhắm tin vào. Nhắm vào. Bây giờ em bịt mắt trái phải của anh nha. Rồi. Mở mắt trái nha. 1 2 3 3 Hả? Cái gì? Ờ. Cái ảo quá trái nha. Ảo đâu ảo không kìa. Trái em mà. Game này em kiếm tiền xuống. Thôi thôi, nhắm lại. Im. Không, tao đang mở mắt đây. Ok. Ấy, dê. Dê, mở mắt đi dê. Không, tao tự nhắm ấy. Tự nhắm. Ui dồi. Đấy, dê người khác bị lại có bao nhỉ? Cho thì thêm bắn rồi. Anh không có tổ chất. Hả? Anh trên không? Được gỡ chứ. Nào, bây giờ nhắm mắt nào. Bây giờ mình nhìn rồi. Bê, anh nhắm mắt nào. Nhắm, tao tự nhắm. Thế rồi. Tự nhắm thì dê quá. Dê. Dê gì? Dê, phải một người bị thôi. Thế thì phải xa xa cho một tí. Tự nhắm là vào luôn á. Đây, tiền móc một cái tiền giảm tiền mà không móc được à? Tiền gì 15.000 thôi giảm 10.000 lúc kia nợ 10.000 đúng rồi tám chơi tiếp không chưa chơi vài nữa chơi vài nữa phải thử lại biết thế thế này thôi không chơi nữa cái tiền này tự dưng kiếm được 30 đôi đấy anh chưa xem TikTok ít thôi kiếm hết cái trò gì thử thách vào đây nè quay yêu gì anh chưa đấy nha okay. Đi nữa em xem được cái gì á em vặt hết tiền của anh luôn. Ừ nè nhà là nhiều tiền ok đi nha. Bia gì? Rượu đi. Ờ.
đi ăn lên luôn, lên luôn. Ok 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 nhá. Lặng nhìn em quay lưng bước đi, bụi bay vào mặt anh đau lắm đâu. Lần cuối chẳng muốn níu theo chút ít người quay. Mình sẽ cho mọi người xem một trò ảo thuật nhé. Mọi người nhìn này. Có nhé. Có nhé. Ơ, lại không có. Lại không có. Lại không có. Thế nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ mang cái này vào để lừa Marika nhé. Kiếm tiền của Marika dễ lắm. Marika rút. Đây mình mang quả này vào lửa. Đặt cho nhau mà. Mày đây! Tiền đâu? Cái gì? Tiền đâu? Lại cao bao tiền? Mình cao đâu bao ăn? Xúc! Gần chết! Ui xô, mang luôn nè. Cái gì đấy? Bây giờ có trò này nhá. Tiền ơi, phải có tiền mới nói chuyện. À, lại có tiền à? Ok. Bây giờ như thế này. Chơi thế nào? Đánh 20.000 đi. 20.000. Đánh 20.000 là sao? Bây giờ mà anh một gấp ba rồi, anh đoán trúng nha. Ví dụ anh đặt là 20.000, được 60.000 của em. À thế à, thế mày lôi 20.000 ra làm gì? Làm mỏ hả? Nhưng mà đoán cái gì? Không có gì đâu, em không biết rồi. Bây giờ em okay. cho một viên bi nhá, một viên chắc này. Ok chưa? Ok. Bây giờ em cháo đi. Ờ. Xong rồi anh đoán trúng. Ôi gì, đơn giản quá. Chị à, đánh cược vào, ăn cướp à? Thế không đơn giản thế nào nhỉ? À, tức là mày cháo đi tao chọn chuẩn là được gì? Đúng rồi. Có một cái thôi. Một cái thôi này. Ok. Ok chưa? Đây anh đặt bao tiền. Thử nghiệm. Đánh vừa thôi. Thử nghiệm 10.000 thôi. 10.000. 10.000. Thế thôi, ăn được 30 thôi gì? Nhắm mắt đi để em cháo. Cháo á? Ừ. Được, đây. Trời, thử thế. Ok chưa? Ok, chọn đi. Không được nhìn. Thì tao nhìn đâu? Thôi, chọn đi. Thế mày bảo chọn đi thì tao mới quay lại. Chọn đi. 10.000. 10.000. À. Nào. Tí chành à 511 thì chọn cái vòng vòng thế nhở, chọn cái xa nhất thế hả? Ừ. Không có nó đây này. Trời ơi, không, bây giờ phải cho tao nhìn chứ. Hả? Phải cho tao nhìn chứ. Không. Nhìn gì? Được, 3 phát 30% kiểu gì 3 phát là sẽ trúng. 10.000 thì 10.000. Okay. Tiếp tục, tao trúng phát là tao trúng 30.000 đúng không? Đúng rồi. Ok. Anh đánh 3 phát mà anh đoán được 1 phát là anh hòa rồi. Rồi rồi, nhanh lên. Ok. Cháo đi. Nhờ. Ok. Tao lại chọn cái này tiếp. Cái này. Ừ. À, tiền à? À tiền. Đấy, 10.000 tiếp. À 10.000 thì tao được thì chỉ hòa thôi đúng không? Phát này chơi 20, được 60 là mình lãi. Lãi bao nhiêu? Tao bỏ vào. Một được. Lãi 6, được 60 là lãi 20. 40. Tao mất 20 rồi đúng không? Ừ. Chứ chả thế được 60 thì tao chẳng lãi 20. Một lãi 20, hai lãi mất 1.000.
nào. Nhanh lên. Kiểm tra kinh tế trước à, được 100 là tao được 300 đúng không? Đánh hẳn 130 được 390. 130 là được 390. Nhanh lên. Chọn cái kia. Nhưng mà cái gì? Nuôi à? Chuẩn đấy. Nuôi. Sao cho được bao bao 100 à? Nuôi mà. Nuôi mà không không theo nó về thì tiếc. Đúng rồi. Nhưng mà theo nó thì không nuôi nữa. Đó. Không chơi cờ bạc. Không có người chơi cờ bạc. Thôi biết cút 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 cút. Biết tao đang chơi bi à. Mày cũng gặp lắm. Mày muốn đến đây mà. Trời ơi. Này, xem được bao tiền nè. Ui, thơm. Mày nhớ mặt đấy. Bye bye nhá. Kiếm tiền dễ ra đấy.